Khi ấy, 11 môn đệ đi tới biển Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã chỉ cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bán thảy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta long trọng mừng lễ Chúa lên trời. Như vậy chúng ta thử tìm hiểu một lần nữa xem Chúa lên trời nghĩa là gì. Một cách đặc biệt, qua bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew cho chúng ta biết Chúa lên trời mang một ý nghĩa đặc biệt nào. Nếu có ai hỏi chúng ta rằng lễ Chúa lên trời của Công giáo nghĩa là gì, Chúa đã lên trời ở sân bay nào, các môn đệ có ra sân bay để tiễn Chúa hay không, Chúa lên trời bằng chuyên cơ của hãng hàng không nào, chúng ta sẽ trả lời như thế nào cho những câu hỏi này? Chắc chắn là Chúa không ra sân bay, nhưng theo tin mừng hôm nay kể lại, Chúa lên trời trên một ngọn núi đã chỉ trước cho các môn đệ. Ngọn núi ấy không hề có một chiếc máy bay nào, nên cũng không hề có một chuyến bay nào. Nhưng rồi cuối cùng, thực sự Chúa Giêsu có lên trời hay không? Nếu trả lời là có, vậy làm sao ta biết Chúa có lên trời? Bản văn tin mừng hôm nay theo Thánh Matthew là bản văn tin mừng trong nhất bản duy nhất không hề kể lại chi tiết Chúa lên trời. Trái lại, câu nói cuối cùng của Chúa Giêsu trong bản tin mừng hôm nay là: Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giêsu của Matthew chẳng những không hề lên trời mà còn khẳng định rõ ràng Ngài ở cùng các môn đệ. Không chỉ một ngày, một tuần hay một năm, mà ở cho đến tận thế, nghĩa là ở cùng các ông mãi mãi. Vậy theo quý anh chị em, Chúa Giêsu có lên trời hay không? Nếu nói có thì căn cứ vào đâu? Nếu nói không thì hóa ra lễ Chúa lên trời hay lễ thăng thiên mà chúng ta long trọng cử hành hôm nay là một sự nhảm nhí hay sao? Đặt các câu hỏi như thế có vẻ như phức tạp, không hề có ý gây ra một sự hoang mang hay là rối rắm tâm trí của anh chị em, nhưng chỉ là để giúp chúng ta
hiểu rõ hơn khái niệm thế nào là Chúa lên trời. Vậy cuối cùng thì Chúa có lên trời hay không? Chúng ta phải mạnh mẽ trả lời đầy xác tín mà không sợ sai lầm rằng chắc chắn Chúa có lên trời. Vì nếu không, đã không có ngày lễ hôm nay, và là thánh sử Marco đã thuật lại ở chương 16 câu 19 này. Nói sau, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn thánh Luca ở chương 24 câu 51 thì kể rằng: và đang khi chúc này, người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Như thế, sự kiện lên trời không phải chỉ căn cứ trên lời giảng dạy của Hội Thánh, mà trước hết chúng ta cần căn cứ trên nền tảng Thánh Kinh. Chúng ta không bao giờ được phép nghi ngờ gì về điều này. Vấn đề còn lại là chuyện lớn như thế mà Thánh Matthew không hề kể lại cho chúng ta biết, mà còn có vẻ như nói ngược lại với những cái trường hợp nghe có thể là chói tai. Chúa Giêsu phục sinh nói: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, có hai điều chúng ta cần lưu ý ở trong bản văn này. Điều thứ nhất, Thánh Matthew qua biến cố Chúa lên trời không có ý nghĩa, không có nghĩa là Chúa Giêsu phục sinh thực hiện một cuộc đi xa, nhưng là chỉ thay đổi cách thức hiện diện, từ sự hiện diện hữu hình trở nên hiện diện vô hình, từ một sự hiện diện bằng xương bằng thịt chuyển thành một sự hiện diện nơi khác bí tích mà mắt thường chúng ta không thể thấy được. Điều thứ hai, khi cố ý bỏ qua chi tiết Chúa được rước lên trời như thế, Thánh Matthew như muốn nhấn mạnh tới những lời chăn trối vô cùng quan trọng của Chúa Giêsu cho các môn đệ. Lời chăn trối đó là gì? Các môn đệ hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền dạy cho các con. Như thế, mừng biến cố Chúa lên trời, Thánh Matthew muốn nhắn nhủ chúng ta hãy nhớ lời chăn trối của Chúa Giêsu cho người là môn đệ của Thầy. Điều chính yếu của lời chăn trối này là các con hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ, nghĩa là nhắc chúng ta nhớ đến sứ vụ truyền giáo. Và để làm được điều đó, chúng ta cần phải đi, cần phải lên đường. Hãy đi, hãy lên đường, làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Khi chúng ta thực hiện cùng lúc hai hành động, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, đồng thời dạy cho họ tuân giữ những lệnh truyền của Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta quy tụ về nhà Cha để kiến bốc sức mạnh cho đời sống đức tin của chúng ta qua lời Chúa, qua thánh thể của Ngài. Rồi khi thánh lễ kết thúc,
là khi chúng ta nhận được lệnh truyền lên đường rao giảng tin mừng. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Hay nói chính xác hơn, chúc anh chị em lên đường bình an. Lên đường không phải là một lời mời gọi, nhưng là một mệnh lệnh của Chúa Phục Sinh. Mừng lễ Thánh Yên hôm nay chính là cơ hội giúp chúng ta ý thức sâu sắc hơn về sứ mạng truyền giáo của mỗi người chúng ta, thực hiện lệnh truyền lên đường để làm chứng cho Chúa, chính là cách thức để diễn tả ơn gọi Kitô hữu của mỗi người chúng ta một cách tích cực nhất. Dân thánh lễ hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau ý thức hơn sứ mạng làm cho người khác trở nên môn đệ mà Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta. Amen.